ngoái, mạng xã hội lan truyền video có nội dung cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk chặn cản trở xe đưa người đi cấp cứu vì lỗi chạy quá tốc độ. Trong clip có một cảnh chiếc xe vi phạm vừa bị cảnh sát thổi còi thì xuất hiện ngay một người phụ nữ xuống xe kêu khóc thảm thiết, kể lể đưa con đi cấp cứu, nhưng tay thì lại không quên cầm điện thoại ghi trực tiếp hình ảnh. Một người đàn ông khác từ xe bế cháu bé ra, đặt giữa đường. Lo cho tính mạng của người dân, một cảnh sát bế cháu bé lên xe để đưa đi bệnh viện, thì người nhà ngăn cản vu khống là công an đàn áp dân. Thế nhưng sự thật thì cơ quan chức năng đã xác định đây là clip do một tổ chức phản động cố tình dàn dựng nhằm đánh lừa dư luận. Chúng tạo ra những cái clip, tạo những cái thông tin mà không chính thống, không chính xác, thế và lan truyền trên mạng. Cũng có thể là chúng đan trộn giữa cái thông tin chính thống, những cái thông tin có thật với những thông tin mà không có thật, để cho người đọc thì khi mà đọc thì sẽ lầm tưởng ở trong cái khi mà tiếp nhận thông tin sẽ lầm tưởng những cái thông tin thật và những cái thông tin xấu là được đánh đồng với nhau. Vài năm trước, trên mạng Internet, một số trang web blog phản động đã đồng loạt đăng tải bài viết giới thiệu biệt thự của một lãnh đạo chính phủ, thậm chí còn đưa hình ảnh minh họa rất lộng lẫy và xa hoa, khiến dư luận xôn xao. Sau đó, thông tin này được xác nhận là hoàn toàn bịa đặt, bởi đó là hình ảnh dinh thự của nước ngoài. Phải nói là những năm gần đây thì kẻ xấu thường xuyên xuyên tạc thông tin liên quan đến lãnh đạo đảng nhà nước để từ đó thu hút sự chú ý của dư luận, hòng suy diễn ra hàng loạt nội dung gây hoài nghi. Thủ đoạn mà chúng sử dụng là bịa đặt trắng trợn về sức khỏe, đời tư, nhân phẩm của một số đồng chí lãnh đạo. Không những sai sự thật mà chúng còn cố tình tỏ ra thạo tin, thậm chí là viết như là đang có mặt trực tiếp để tường thuật diễn biến một số vụ việc, hoặc là đan xen giữa tin giả và những sự kiện có thật để người dùng tin là thật. Và cách đây vài năm thì dư luận xôn xao về thông tin sức khỏe của một lãnh đạo Bộ Quốc phòng với nhiều tình tiết được thêu dệt ly kỳ, nhưng đến nay thì vị lãnh đạo đó vẫn khỏe mạnh và bình thường. Về mặt đạo lý, đó là những hành vi vô đạo đức không thể chấp nhận trong một xã hội văn minh. Và chúng tôi cũng đã ghi lại được ý kiến của một số đảng viên lão thành cũng như ý kiến của các nhà chuyên môn về tình trạng nhiễu loạn thông tin độc hại trên mạng hiện nay. Nhúng lồng vào những cái sai, người ta nguy hiểm này. Anh đang xem cái đúng phải không? Khi có cái sai thì anh là dễ ngộ nhận, dễ nhầm lẫn cái này thì hết sức nguy hiểm. Nó tiêm nhiễm vào tư tưởng, tình cảm, phải không? Tâm lý của từng người một, kể cả cán bộ cấp cao cho đến người dân thường, đặc biệt thế hệ trẻ này. Đối với các cái nhà mạng và các cái tổ chức mà cung cấp các dịch vụ trên mạng phải có cái chấp hành pháp luật và phải phối hợp làm sao chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ an ninh trật tự và cơ quan quản lý nhà nước. Sau đó phải có các biện pháp bằng các cái quy trình, quy chế khi mà các cá nhân tổ chức đăng tải các thông tin không đúng theo quy định của pháp luật, xâm phạm vào các cái quy trình, quy chế thì hoàn toàn có thể gỡ bỏ, ngăn chặn, không cho phép đăng tải lên trên đó. Một số cái thông tin độc hại mà nó bôi nhọ danh dự của một số ông chí khác, nó vu khống ông chí khác thì tôi nghĩ là trước hết nó làm ảnh hưởng đến uy tín của các ông chí đấy, nó làm ảnh hưởng đến gia đình các đồng chí, nó làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, của Chính phủ. Cho nên tôi nghĩ cái này là phải phản ứng rất nhanh và rất nhạy để bảo vệ cá nhân đồng chí đấy, bảo vệ cao hơn là bảo vệ uy tín của Đảng, của Chính phủ. Họ lắp những các cái chữ vào mồm tôi và họ bảo là tôi nói như thế chẳng hạn vậy. Và xong họ kích động. Và một số người rất là đông thì không kiểm chứng thông tin, tin vào ngay và thể hiện quan điểm của mình từ những các cái sự kích động, những các cái sai trái đó. Và lúc ấy thì tôi cho rằng là chúng ta sẽ bị dẫn dắt. Và chúng ta bị dẫn dắt nhưng chúng ta không có những các cái nhìn nhận nhiều chiều để đánh giá, để thẩm định, để xác minh thông tin. Thì tôi cho rằng là hậu quả rất nguy hiểm. Trước hết là phải ta phải nói là vô cùng nguy hiểm. Nó làm băng hoại cái niềm tin ở mỗi một con người. Cho nên ở đây thì phải là huy động cái sức mạnh tổng hợp nhé. Nhưng mà tôi trở lại vì tôi là cán bộ giáo dục không? Thì tôi thấy rất là sợ cho cái thế hệ trẻ. Vì cái thế hệ trẻ có một cái bộ phận các em chưa thành niên. Anh Cường ạ, cũng là một người sử dụng mạng xã hội thì tôi nhận thấy rằng bên cạnh những cái tiện ích, những cái điểm tích cực trong một thế giới phẳng thì ở một mặt khác cũng là mảng đất màu mỡ để có thể làm cho tin giả phát triển và lây lan như là nấm sau mưa. Và không chỉ ở Việt Nam mà tôi biết rằng là thế giới cũng đang phải đối mặt với vấn nạn tin giả, tin thất thiệt và các loại tin xuyên tạc. Đặc biệt là các nhà chính khách hay nhà lãnh đạo
và những người nổi tiếng thì luôn luôn là chủ đề ưa thích của các loại tin tức giả. Vậy thì thế giới họ đối phó với vấn đề này như thế nào ạ? Vâng, đúng là vấn nạn tin giả với dụng ý bóp méo sự thật đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, xã hội và chính trị của nhiều quốc gia trên thế giới. Và chính quyền của một số quốc gia thì đã có những bước đi mạnh tay với các nền tảng mạng xã hội và đề ra những mức phạt rất lớn nếu mà các nền tảng này để cho phổ biến tin giả mạo gây nguy hại cho cuộc sống của công dân, gây xáo trộn trật tự xã hội và xúc phạm các biểu tượng và thể chế nhà nước. Tại Đông Nam Á, từ ngày 1 tháng 4 vừa qua, Singapore đã đề xuất các biện pháp mới cứng rắn hơn để chống nạn tin giả. Theo dự luật, những đối tượng có hành vi phát tán các thông tin sai sự thật, chứa nội dung cố ý gây hại tới lợi ích của công chúng sẽ phải đối mặt với án tù giam lên tới 10 năm. Ngoài ra, các nền tảng mạng xã hội như Facebook hay Twitter có thể chịu phạt lên tới 750.000 đô la Mỹ nếu không hạn chế tình trạng phát tán những thông tin sai lệch. Tại Indonesia, giới chức nước này tổ chức các cuộc họp hàng tuần để nắm tình hình về các tin tức giả lan truyền trên mạng xã hội. Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Indonesia cũng thiết lập một trang web là nơi để công chúng tố giác các nguồn tin giả mạo. Tại kỳ bầu cử quan trọng vừa diễn ra, giới chức Indonesia cũng đã thành lập một lực lượng chống tin giả gồm 80 người chuyên phát hiện và xử lý những thông tin thất thiệt được lan truyền trên mạng xã hội. Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành đạo luật mới nhằm thắt chặt việc kiểm soát thông tin trên mạng Internet. Mức phạt có thể lên tới 1,5 triệu rúp, khoảng 550 triệu đồng nếu hành vi vi phạm dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như chết người hoặc bạo động. Chính phủ Đức hồi tháng 1 năm 2018 đã thông qua một đạo luật buộc các công ty mạng xã hội phải nhanh chóng xóa bỏ các nội dung thù địch, ấu dâm hoặc có liên quan tới khủng bố và các thông tin sai sự thật. Các trang mạng xã hội này sẽ có thời hạn 24 giờ để xóa bỏ các nội dung bị cấm. Nếu không sẽ bị phạt tới 50 triệu euro, tương đương 1,3 nghìn tỷ đồng. Việt Nam hiện nay, các quy định pháp luật để quản lý và xử lý thông tin trên Internet ngày càng được hoàn thiện. Hàng trăm đối tượng đăng tải thông tin bịa đặt đã bị xử lý hình sự. Từ đầu năm đến nay, thì Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Bộ Công an đã phát hiện, xử lý và vô hiệu hóa hơn 2.500 các trang tin blog đưa tin thông tin xấu độc, lừa đảo, vi phạm pháp luật. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã làm việc với các mạng xã hội để tháo gỡ gần 4.500 video clip xấu độc trên YouTube và 3.000 đường link trên Facebook. Không ngăn chặn mạng xã hội, tự do thông tin cần phải được đảm bảo. Đó là quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Tuy nhiên thì bất kỳ môi trường nào, kể cả môi trường mạng và những hành vi vi phạm pháp luật cần phải bị nghiêm khắc xử lý theo pháp luật. Chúng tôi cũng tăng cường cái sự phối hợp giữa cái lực lượng các cái cơ quan chức năng để mà có thể sử dụng các cái kỹ thuật, các công nghệ để ta nắm bắt được, ta thu được các cái thông tin xấu độc trong cái thời gian sớm nhất và từ đó thì đưa ra các cái giải pháp để ta xử lý các cái thông tin này, tránh cho cái việc thông tin bị loan truyền trên cái hệ thống mạng một cách nhanh chóng. Đối với hệ thống pháp luật thì hiện nay chúng ta đã có được một cái hành lang pháp lý tương đối đầy đủ từ cái việc quy định trong Bộ luật hình sự về cái việc đưa các thông tin xấu độc đến các cái quy định trong luật an ninh mạng mà chúng ta vừa triển khai thực thi. Thì đây là những cái hành lang pháp lý quan trọng để tạo những cái quy định cụ thể cho người sử dụng cũng như là các cái cơ quan chức năng trong việc xử lý các cái đối tượng mà đưa các thông tin xấu độc lên trên mạng. Vâng, đáng nói là dường như một bộ phận khá lớn người dùng mạng xã hội ở Việt Nam còn hồn nhiên khi bước chân vào mạng xã hội, một mê cung đầy hấp dẫn và cũng không ít hiểm nguy. Một số người thì tin tưởng vào những người khác hoặc là cố tỏ ra mình hiểu biết, theo dõi sát các vấn đề nóng, đến mức nếu thấy ai đăng tải một thông tin gì đó thì sẽ share trước và đọc sau. Trong rất nhiều lần chia sẻ mà không kiểm chứng kỹ thì sẽ không thể tránh khỏi việc tiếp tay cho những nội dung hoàn toàn giả mạo. Và đáng buồn là trong số đó thì có cả những nhân vật có uy tín, có ảnh hưởng, thậm chí được cho là thạo tin hơn nhiều người dùng khác, trong đó có cả các nhà báo. Chính vì vậy, mỗi người sử dụng mạng cần phải có lập trường và quan điểm trong tiếp nhận thông tin. Và một điều quan trọng khác, đó là đằng sau mỗi thông tin có thể là số phận, danh dự, cuộc sống của mỗi người, thậm chí là của nhiều người có liên quan.